ghé thăm căn nhà của ngài đại sứ Hy Lạp. Một trong những khách hàng được chị Phúc tư vấn và thiết kế theo phong cách Modul 7, tọa lạc ở tầng thứ 12 của tòa nhà Lakeview, ngôi nhà với diện tích 500m² này nằm quay mặt ra phía hồ Tây thơ mộng. Với lợi thế này, chủ nhà có thể thỏa mặc đón cái gió, cái nắng ngập tràn của hồ Tây. Với một tông màu kem nhạt, tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều trở nên tinh tế, nhã nhặn. Điểm nhấn là hai chiếc bàn dài được phủ một lớp sơn mài đỏ bóng và hệ thống tủ âm với những đồ trang trí nhẹ nhàng điểm xuyết cho căn phòng. Ngài đại sứ thường xuyên phải tiếp khách, mà phòng khách lại chung với phòng ăn. Vì thế, yêu cầu của ông là muốn có được một không gian vừa có thể là phòng khách rộng rãi nhưng cũng có thể trở thành phòng ăn hợp lý. Giải pháp từ Modul 7 được Kiều Phúc sử dụng rất thành công. Chị đã dùng hai chiếc bàn dài để khi có khách, ông có thể ghép hai chiếc bàn dài đó trở thành một bàn ăn lớn rất lịch sự trong phòng khách. Sau đó, có thể tách ra làm chiếc bàn để vật dụng trang trí trong phòng. Một năm trước tôi đến Việt Nam, Phúc đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi và vợ tôi không phải là dân địa phương nên tất cả nhờ Phúc. Lần đầu tới đây, tôi đã bị cuốn hút bởi ở đây có nhiều thiết kế đẹp và tôi không thể tìm thấy ở nơi khác. Có thể nói ở Hà Nội, Phúc là người duy nhất vừa thiết kế vừa sản xuất tốt. Cô ấy có trí tưởng tượng, có tâm hồn nghệ sĩ và có tầm nhìn. Chúng tôi thấy rất đúng đắn khi chọn cô ấy để có được những đồ nội thất tốt nhất ở thành phố này. Có những không gian mà bạn gắn bó phần lớn cuộc đời như giường ngủ, nên không gian đó phải làm cho bạn cùng gia đình cảm thấy thoải mái. Đôi khi sự thoải mái không chỉ đến từ đồ nội thất tốt mà còn đến từ nhiều thứ khác như ánh sáng chẳng hạn. Với tôi, ánh sáng trong nhà rất quan trọng. Sống ở một nơi quá tối hoặc quá sáng đều không tốt. Phúc rất biết kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Việc kết hợp của Phúc tạo ra quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cũng thấy những điều này ở các nhà thiết kế trên thế giới. Phúc đã đi đúng hướng của mình.